Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Chứ ngày hôm nay mình cũng vẫn sẽ bật chế độ bay lên. Come on, và ai dù cũng sẽ bay em vào cho các bạn đến với của mình thì mình lại là Ruby Day và vẫn là mình không phải là Ruby Day nha anh em. Anh đi mà tưởng nói tôi nói là Ruby Day là chết tôi. Chết tôi anh em ạ. À. Thì vẫn là mình và mãi là mình vì đời cần của mình mà. Thì trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, anh em đừng quên là tham gia vào Ruby Family của mình. Hẹn gặp lại Ruby thì cũng cho kim quỳ của mình nha. What the hell? Bật chế độ bay lên, bay lên. Thì đối chứ với anh em, hôm nay là mình sẽ tỉ thí võ công với Thôi Chi Em. Tôi vừa mới quýnh trúng cái webcam của tôi anh em ạ. Đã hiện thật là hài hước. Thì nên sẽ tỉ thí võ công với họ chị em. Nhưng mà không phải tỉ thí võ công ở dưới đất nữa này mà. Mà hôm nay là mình sẽ tỉ thí võ công với họ chị em ở trên trời. Nani? Mày bị đen à? Là mình sẽ bật chế độ bay lên anh em ạ. Đấy. Thì vẫn là mình nói rồi mà, tại sao mình phải nói là thịt. Rồi đi em, thì bây giờ chúng ta sẽ vào phòng và tỉ thí võ công trên trời điêu luyện cùng hội chị em nữa anh em ơi. Tao lại khép đít, tao lại mày. Ok anh em ơi, bây giờ là mình đã tạo phòng và rủ là hội chị em vô này. HR Mimi, HR Camui, HR Sammy, HR Mèo Simmy vô chơi, tạo phòng chơi anh em ơi. Anh em biết cái thử thách hôm nay anh em biết là cái gì không? Cái thử thách hôm nay mình sẽ đưa cho hội chị em đó chính là bắn trên bầu trời. Đấy, cùng solo bắn trên bầu trời các bạn ơi. Bây giờ solo dưới đất thì nó quá dễ rồi các bạn. Bây giờ chúng ta thế này này, cái dài phản lực anh em ạ. Đấy, mình sẽ bắn bằng cái cây nỏ đi. Thôi cái súng phóng lựu. Súng phóng lựu bắn thì nó sẽ rơi xuống dưới, mình sẽ bắn bằng nỏ đi các bạn. Ok. Đây. Ui. Ok. Ok. À đây rồi. Đây rồi anh em, hiểu rồi, mình đã hiểu rồi, đi đã hiểu được. Đây rồi, đây rồi. Ơ, à, à. Đây anh em ơi, à rồi mình hiểu cách bắn rồi anh em. Ok, đây là Sammy nè anh em. Sammy này, này. Ui dồi, ui dồi. Ui này Sammy này. Ui cái cây này khó bắn quá anh em ơi. Này. Ui, mình đã bị Sammy giết rồi các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ bắn bằng cái cây nào nhờ. À, mình sẽ bắn bằng cái cây sờ ca đi anh em ơi. Ok. Ui mình không mua được giày phản lực rồi các bạn ơi. Ok mình mua đỡ giày bật nha anh em. Nhưng mà cái này mình phải bật thế nào đây? Ai mà biết được. Nhưng mà cái giày này mình phải, à mình phải bấm nha. Vậy mình phải bấm cái hình nhảy hay là mấy bạn vật đưa anh em ạ. À cái này nó phải học rồi, nữa chết rồi anh em ơi. Mình không có đủ tiền để mình mua anh em ạ. Từ từ mình sẽ lấy cái cây gì đó. Ok. Ok. Ui trời ơi, chị em đang đi tìm mình các bạn ơi. Ui. À, đây rồi. Đây rồi. Ui ui, hội chị em bắn phóng lựu. Ui Simmy, mèo Simmy này. Ui ôi, mình bị mèo Simmy hạ rồi anh em ạ, vãi rồi. Bây giờ là mình sẽ đây, anh em có thể thấy này, bây giờ là mình sẽ bắn bằng cái này là súng máy nha. Bây mình chưa bao giờ mình bắn bằng cái này anh em. Ok, M79 nè. Ok, mua giày phản lực đi anh em. Trụ súng hả? Mũ cách 4, giáp chống nổ. Ok, bơm keo thì lên trời làm gì xài bơm keo anh em, mình mua nhầm rồi. Lên trời bắn thì làm sao mà xài bơm keo được các bạn ạ. Ok, bây giờ đây rồi. Đây mình sẽ bật tên này. Đấy. Bắn phát đi này. Ơ à, ơ à. Ui dồi, anh em biết cái gì không? Cái gì? Cái số phong lộ này ấy. Cái súng phóng lựu này nó rơi xuống dưới chứ không có rơi trên trời. Vãi. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Chết rồi anh em ơi, thôi chết cha rồi anh em ạ. Ui. Sao cái súng, cái súng phóng lựu này nó không. Hỏi chị em bây giờ đang kiểu ui ôi mày cho tao bắn cái gì đấy. Ok kìa. Ui. Ui ôi cái này chơi khó quá anh em ơi. Hề. Ôi mình đã bị Mimi giết rồi anh em ạ. Hề chơi khó vãi nồi luôn. Mà một mình mình cân bốn hỏi chị em nữa. Đâu xanh anh em ơi. Ok mua cái giày phản lực này. Chứ mình sẽ mua cái cây
Đấy rồi, thời tới làm sao mà cản kịp được. Cái này là cái gì nhỉ? Ừ. Mình sẽ mua thử cái trụ súng này coi. Cái này nó xài sao ta? Cái này là mình mua cái trụ súng này nó sẽ bắn cho mình phải không? Yeah, boy. Mình lại có bí quyết để gian lận này em ạ. Nó lại không còn một chút liêm sỉ nào. À, nó chỉ như vậy thôi em ơi. Ok. Ui. Ok 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 ok. Ui không chết kìa anh em ơi, ảo ê. Một người. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ui ơi. Ui ơi. Ui ơi. Ui ơi, một người nằm nữa nè anh em ơi. Ui, ai bắn mình đây thế? Cây tôi nhờ. Khó bắn quá anh em ơi, thề. Trên trời khó bắn lắm anh em ạ. Đây đây. Solo Mimi nè anh em. Ai đây đây, solo Mimi anh em coi nha, anh em coi nha. Ui ôi, không bắn được. Được các bạn ạ. À. Ui. Ui, giày phản lực tôi hết rồi, giày phản lực tôi hết rồi, giày phản lực tôi hết rồi. Đau đấy nhờ. Ui. Ui. Ui ôi, Mimi ơi. Ui ôi. Hồi chị em biết chơi hương keo từ lúc nào mà tôi không biết luôn mấy bạn ơi. Bây giờ tôi chỉ biết chạy thôi. Còn một mình Mimi các bạn ơi, còn một mình. Ui giời ơi, Mimi bị dính chưởng cái đồ bắn đó của mình rồi anh em. Lại là cái cây này nữa. Kìa. Ok, còn một mình Mimi rồi các bạn, còn một mình Mimi thôi. Một mình Mimi à, một mình Mimi à anh em ơi. Sao mình nhờ? Để mình hồi máu các bạn ạ. Ui ôi, thua là nhục nha. Ôi ôi, quê quá anh em ơi. Thua không bốn rồi anh em ạ. Không gỡ được rồi, khó bắn quá, khó bắn quá hề. Khó bắn thiệt sự luôn. Ok, mày bắn sao cái súng máy vậy anh em ơi. Bây giờ là tôi khó bắn quá anh em ơi. Bây giờ tôi không chơi được. Ok, mình sẽ mua thêm một cái MP40 này. Đấy. Ok, đâu rồi, đâu rồi, đây rồi. Ui ôi. Ui ôi, mình đi cầm mua đây solo anh em ơi. Sao gì mà hội chị em chơi ghế trời. Không được rồi anh em ơi, cái pha này không được rồi. Mình thấy là hơi hơi khó rồi anh em ơi. Nên là thôi bây giờ là mình sẽ chơi bằng thực lực của mình nha các bạn. Nãy giờ là mình chơi thử thôi. À thế à. Mình chỉ thử anh em như thế nào thôi. Chứ bây giờ là mình mới chơi bằng chính thực lực của mình nè anh em xem nha. Ok. Ủa, trông thấy rồi nhờ. À đây rồi, đây rồi. Ui dồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mày nghe mưa chết rồi, chết rồi. Một người. Bây giờ mình không dám bay các bạn ạ. Không dám bay đây em ơi. Tôi bơm keo trên rảnh kìa anh em. Ảo vậy. Chết rồi, chết rồi. Mình hết máu rồi. Ui ui, bo lại vô nữa anh em ạ. Ui bắn kìa. Ui ui. Ui ui. Thôi chị em ơi, hai chị em đi. Ui ui. Ui ui, mèo Sammy này. Ui ui, Sammy, 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 Sammy anh em ơi. Sammy phía sau anh em ơi.
Ui khó chơi. Ui ôi Nani. Cái bắn trên trời tôi công nhận là chơi khó thì em không bắn được. Đây tôi sẽ mua tiếp tục cái giày phản lực này. Rồi tôi không có xài cái súng máy đâu anh em ơi. Tôi phải bắn bằng cái Ska và cái MP40 anh em ạ. À, ok mở cái đây rồi mở lên này. Nó chỉ có cho gia hạn thời gian tí thôi nha nè. Ui hồi chị em đông ơi. Ui đông quá đông quá đông quá đông quá. Mình bắn mình mimi thôi các bạn ơi. Một mình Sammy đi trước này. Ôi Sammy kiểu. Ơi Sammy làm gì? Ơi Sammy làm gì? Rồi. Camu này. Ui ui, bơm keo trên trời được luôn kìa anh em ạ. Ảo thế. Ui bơm keo trên trời được kìa. Vãi nồi hèn chi. Đây rồi. Ui chết cha rồi, rớt rồi anh em ơi. Ui giời. Ôi ôi Mimi bắn mình một phát AW luôn em ạ. Mẹ ảo thật đấy. Ảo vãi nồi luôn anh em ơi. Không chơi lại được. Ôi ôi mình gã kèo hội chị em chơi thế này là dở rồi anh em ơi. Mình chơi ngu thì em ạ. Đậu xanh. Bắn trên trời thế này bắn mình bà bắn trên trời mà chơi 1v1 thì còn được chứ còn này 1v4 chơi không được các bạn ạ. À. Ok. Vô này. Ôi sao ủa sao mà ôi sao hỏi chị em. Rồi bắn cao thế. Một người này. Một người này. Ôi Sammy bắn thằng hống lũi mình. Ôi rồi Mimi ơi. Solo Mimi này anh em. Kinh đi. Hay là xíu nữa mình gã solo hỏi chị em ta. Mà đâu rồi đâu rồi. Ui ôi. Ui. Ui giày phản lực hư rồi. Mình quên mua giày phản lực rồi anh em ạ. Chết rồi anh em ơi. Sao đây đó. Trời ơi họ chị em chọi phóng lũ vô mình kìa anh em ạ. Đau vãi linh hồn luôn anh em ạ. Trời ơi họ chị em đang muốn tàn sát mình các bạn ơi. Trời ơi họ chị em ơi. Tha cho em đi họ chị em. Không bé ơi. Không bắn được em ạ, sao? Đây rồi. Một người này. Hai người này. Ôi trời ơi. Mình quên mua cái phản lực nhưng mình vẫn thắng hội chị em đấy các bạn ơi. Không nhường chơi là sao mà mình phải nhường các bạn. Chơi mà tại sao mà mình phải nhường được anh em phải chơi luôn. 30 giây trước. Rồi hội chị em ơi ha cho em đi hội chị em. Ok tiếp tục nào các bạn ơi. Mình sẽ đi mua cái giày phản lực này. Lúc nãy là nó bị hết hạn sử dụng anh em ơi. Mình quên xem cái đáp thứ hạn sử dụng của nó. Thế là nó hết hạn sử dụng các bạn ạ. À. Đây nó chỉ có cái thời gian nhất định thôi. Nên nó chỉ bay được cái thời gian nhất định thôi. Chứ mình không có thể nào mà bay được vĩnh viễn anh em ơi. Đây vĩnh viễn là hàng bây giờ bay được nhất định như thế này là hàng Trung Quốc. Còn vĩnh viễn thì là hàng Việt Nam tông Lào dép Lào nha anh em nha. Ok. Ủa đây đây mình phải diệt. Mình phải diệt Simi các bạn. Simi bắn ở đất này. Ui ui bắn ở đất nhiều ấy. Sammy trước đi. Sammy trước này. Ui đau thế. Kéo đầu này. Rồi Simi lại gần này. Một người nằm này. Hai người nằm này. Ok còn lại dưới đây. Kéo đầu dễ lắm các bạn. Đây đem game nha. Ui giời ơi. Ôi Mimi còn nè. À đâu rồi. Một phát đi luôn này. Đây này.
cùng bắn được anh em ạ. Ảo thế nhờ. Đây rồi Mimi. Anh em thấy chưa, mình không nhường họ chị em đâu anh em. Mình hôm qua là mình mua họ anh em, mình hôm nay mình không thể nào mà nhường họ chị em được, các bạn thấy chưa? Bạn mình kinh rồi. Tôi đã gỡ là được thành công rồi anh em. Họ chị em bây giờ chỉ còn một trận thắng thôi nữa thôi mà họ chị em vẫn chưa làm được anh em ạ. Trời ơi, thấy hương quá trời luôn anh em thấy chưa. Tôi bắn hơi bị bờ rồ luôn. Và em và người có thể gánh team ngày hôm nay và nhiều đạn nhiều kill nhất chính là mèo Simmy các bạn ơi. Nói chung thì họ chị em vẫn chưa lên trình, hỏi anh em mới là người lên trình các bạn ơi. Ok, lên nào, lên bầu trời. Bật chế độ bay lên, bay lên, bật chế độ bay lên. Bật chế độ bay lên, bay lên, bật chế độ bay lên. Ui ơi, hỏi chị em. Hỏi chị em. Ui đau hê. Đau hê. Bật chế độ. Ui. Ui hỏi chị em sao rớt xuống hết rồi. À, ga mui này. Ga, ì ga. Ui, mình bây giờ mình xuống cái là mình chết anh em. Đây rồi. Này, này. Kéo full đỏ này thấy không? À, mèo Simmy, nhà ngươi muốn hách đấu với ta phải không? Ừ, hồi máu không được em ạ. Đây là mèo Simmy đâu rồi, mèo Simmy đâu rồi? Ui trời ơi, em thấy chưa? À, em thấy chưa? Ơ kìa. Ai đây? Ui! Gì kỳ vậy? Vãi, mình đang chơi thắng mà anh em mình rớt một phát là mình chết luôn anh em ạ. Vãi rồi. Ê, thôi không chơi nữa đâu, vãi rồi các bạn. Hài hước vãi rồi anh em. Vãi cái chuối, vãi liền thề.